Saúl Níguez đã không hề hài lòng với những gì mình đang làm tại Atlético Madrid, tức là đóng vai phụ từ mùa này qua mùa nọ, từ chỗ này sang chỗ nọ. Vì vậy anh cho bản thân cơ hội để tìm kiếm chính mình. Cuộc gọi từ London đã đến, và thế là một thập kỷ sau khi ra mắt đội 1 tại Atlético Madrid, khi đã chơi 340 trận, ghi 43 bàn và cung cấp 20 đường kiến tạo, Saúl Níguez đã quyết định rời đi. Ở độ tuổi 26 vẫn còn thừa mọi yếu tố và cũng chẳng ngần ngại cho biết rằng mình đi vì thực sự muốn trở thành một tiền vệ trung tâm hàng đầu, chứ không phải một cầu thủ được đánh giá cao vì đá được ở biên hay bất kỳ đâu khác. Saúl đã chơi ở hàng nghìn vị trí với chúng tôi, đó là những gì Diego Simeone từng tự hào và nói với cậu học trò. Và dù có một phóng đại trong câu nói đó thì nó cũng không phải là ý chí của Saúl nữa. Bởi cái cách vị trí của Saúl bị thay đổi liên tục và dần không còn là ưu tiên hàng đầu, khiến cho một câu hỏi được đặt ra với chính bản thân anh. Không chỉ là anh nên chơi ở đâu, mà anh thực sự là ai. Saúl đã từng không ở gần London như hiện tại. Cuộc chuyển nhượng của anh cũng diễn ra đầy vội vã và chỉ cân nhắc thực sự vào 1 đến 2 giờ cuối cùng. Nhưng khi ra đi, rõ ràng Saúl cũng bắt đầu tìm được cách hiệu quả hơn để trả lời cho chính câu hỏi mà bản thân đặt ra, rằng Saúl Níguez, anh thực sự là ai đây? Sự nghiệp của Saúl đã diễn ra như con diều non gặp trận cuồng phong, bởi nó lên kinh khủng. Nhưng bạn cứ tưởng tượng, khi sau khi nó qua đi, mọi thứ lại trở nên bình lặng đáng kinh ngạc. Họ nói rằng cao thủ đạt đỉnh ở tuổi 28, nhưng tôi lại cảm thấy cái đỉnh của mình diễn ra ở tuổi 22-23. Chính cậu Saúl trong vài năm qua cũng khiến tôi thất vọng. Vì thế tôi nghĩ đến lúc mình cần làm gì đó khác. Saúl thừa nhận như thế trong cuộc phỏng vấn tiết lộ với Ibai Llanos, là một KOL trên mạng xã hội ở Tây Ban Nha, ngay sau khi đạt thỏa thuận với Chelsea. Mặc dù anh vừa giành chức vô địch giải đấu với Atlético Madrid, chơi hơn 30 trận ở mùa giải thứ 6 liên tiếp, nhưng luôn nghi ngờ với việc mình có thể tiếp tục với một mùa giải như thế này. Là một người con của một gia đình có số má trở thành cầu thủ, nên chuyện lần đầu tiên một câu lạc bộ Premier League tìm đến Saúl đã diễn ra hơn chục năm về trước. Đó chính là Fulham, và Saúl khi ấy mới 15 tuổi, nhưng Saúl đã chọn ở lại Atlético để tập luyện và ra mắt lần đầu tiên khi mới 17 tuổi 108 ngày. Ở tuổi 18, Saúl được cho mượn tại Rayo Vallecano, và cũng kể từ đó, Manchester United thường xuyên theo dõi cầu thủ người Tây Ban Nha. Bỗng thoáng chốc, người ta thấy Saúl ở tuổi 20 ghi một bàn thắng đẹp mắt từ trên không và hạ gục Real Madrid 4-0 21 tuổi, lại một bàn thắng vào lưới Bayern Munich và đi đến trận chung kết Champions League 2016. Mùa hè năm đó, anh có mặt trong đội hình tiêu biểu Euro sơ bộ của Tây Ban Nha. Ngay trong những ngày tháng thăng hoa trẻ trung ấy, Saúl vẫn đang phải chống chọi với quả thận bị hư của mình. Nếu bạn không nhớ điều gì diễn ra thì đây. Vào tháng 2 năm 2015, trong khuôn khổ của một trận đấu tại Champions League giữa Atlético Madrid và Leverkusen, Saúl bị cầu thủ Kriakos Papadopoulos đạp mạnh vào bụng. Ban đầu Saúl muốn được thi đấu tiếp, nhưng mọi thứ dần mất kiểm soát. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy, mất cảm giác ở chân tay, co giật và liên tục ói mửa. Anh được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu và được xác nhận cú đá vào bụng đã phá hủy quả thận của Saúl. Vì lẽ đó, sau mỗi buổi tập và mỗi trận đấu, Saúl đều đi tiểu ra máu. Anh đánh bạc với sức khỏe để hoàn thành giấc mơ vô địch Champions League với Atlético Madrid. Ở tuổi 23, Saúl có trận đấu đầu tiên cho Tây Ban Nha dưới thời Luis Enrique ngay sau World Cup ở Nga năm 2018. Và thi đấu cứ như anh được định sẵn sẽ thúc đẩy hàng tiền vệ của họ khi đánh bại Croatia với tỷ số 6-0 đầy thuyết phục. Vốn là một người ngưỡng mộ phong cách của Barcelona, nhưng Saúl ngày đó được nhắc đến nhiều hơn bởi sự năng động của mình. Sai là một con lai, niềm tự hào về vóc dáng đi cùng kỹ thuật, một cầu thủ có cái chất mà người Tây Ban Nha gọi là Iegada, tức có nghĩa là chạy vào vòng cấm đúng thời điểm. Khi được hỏi liệu Saúl có khiến Enrique nhớ về bản thân mình hay không, vị chiến lược gia này khi đó trả lời, không, và dù sao thì anh ấy cũng sẽ là một hình mẫu được cải thiện nhiều. Anh ấy đọc trận đấu tốt, hòa nhập cực nhanh, rất thông minh. Anh ấy là một cầu thủ hoàn hảo để bạn đặt vào giữa sân. Nhưng tiếp tục, khi về với Atlético, Simeone lại hiểu học trò mình theo một cách khác. Saúl có thể là bất cứ điều gì trên sân cỏ, bất cứ điều gì cậu ta muốn. Và vấn đề là Saúl không phải lúc nào cũng như những gì anh muốn trở thành. Vì thế nạn nhân của sự đa năng là điều chuẩn nhất để nói về trường hợp này. Tham vọng, thẳng thắn và bộc trực một cách ngạc nhiên, Saúl đã sẵn sàng thừa nhận mình cảm thấy buồn chán ra sao khi phải nhất tâm theo đuổi sự đa năng ấy. Hiện tại Saúl muốn trở thành trung tâm của mọi thứ. Simeone vẫn tin rằng Saúl có đầy đủ phẩm chất và kỷ luật để chơi ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh, tiền vệ cánh. Nhưng nó không có nghĩa là anh ấy thích điều đó. Anh ấy muốn trở thành số 8 và chạy ở giữa sân. Saúl có tất cả những phẩm chất để trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Cầu thủ người Tây Ban Nha có một bộ não chiến thuật tuyệt vời. Nhất là khả năng phòng ngự và khả năng xử lý bóng chết của Saúl khiến anh từng trở nên rất quan trọng với Atlético Madrid. Điều đó cho đến nay vẫn không thay đổi,
nhưng Atletico Madrid cũng đang dần đi theo một hướng bóng đá khác. Tôi từng bỏ dở các phần quan trọng trong mỗi trận đấu của mình và tôi không biết rằng đó là một điều tốt cho tới khi ngừng tận hưởng nó. Nên đến một lúc nào đó tôi muốn tập trung vào một vị trí và cải thiện bản thân. Simone là người duy nhất coi trọng công việc của tôi. Ông ấy biết tôi phải chịu đựng điều gì ở những vị trí không lý tưởng, nhưng ông ấy cũng đánh giá cao những gì tôi làm và tôi không thể nói không khi đó được. Nhưng sau đó, Saúl dần trượt khỏi một bên trong việc cố gắng quay lại vị trí ấy. Đội hình của Atletico đã thay đổi, Thomas Lemar chơi tốt hơn, Marcos Llorente nổi lên như một tiền vệ năng động số 1 Tây Ban Nha, Yannick Carrasco được hồi phục và Koke nắm quyền kiểm soát từ trung tâm. Và dù điều ấy đưa đến việc Atletico là nhà vô địch, nhưng nó cũng khiến Saúl nhận ra mình cũng có thể từ chối Simone chỉ một lần. Sự xuất hiện của De Paul càng củng cố hơn cho quyết định ấy. Saúl cảm thấy thời gian đang trôi tuột khỏi anh, nhận thức sâu sắc rằng anh không hề tiến bộ trong 2 năm qua và có nguy cơ phải đối mặt với việc cạnh tranh mà mình không mong muốn. Tôi cần phải hoàn thiện lại bản thân và Chelsea đã xuất hiện. Những gì tôi muốn là đi sâu vào vị trí của mình để khám phá lại các chuyển động và vị trí nhất định. Thứ học thuật mà tôi muốn củng cố, đó là phần quan trọng nhất trong quyết định của tôi. 3 năm qua không hề dễ dàng, tôi đã trì trệ và cái đầu của tôi hiện giờ không chấp nhận nó nữa. Giờ nó chỉ muốn xem Saúl cạnh tranh tại vị trí tiền vệ. Saúl trong vài năm qua cũng khiến tôi thất vọng, tôi không thể cho mọi người thấy tôi có thể làm gì. Tôi không học hỏi, không tiến bộ, không phát triển đã khiến tôi nản lòng. Đây là một quyết định để tôi được tháo sợi xích và cách rời khỏi vùng an toàn của mình. Tôi sẽ làm cho một Saúl mới xuất hiện. Đây là việc chứng minh xem tôi là ai. Cả Man United lẫn Chelsea đều theo đuổi sát sao Saúl, nhưng Thomas Tuchel mới là nhân tố quyết định kéo tiền vệ 26 tuổi về thành London. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, vị huấn luyện viên người Đức cam kết như đinh đóng cột với Saúl rằng sẽ chỉ sử dụng anh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuchel cũng nói rằng mình đã thất vọng một chút khi nhìn thấy anh liên tục chơi ở những vị trí khác trong 4 năm qua. Ông đã từng rất muốn có anh khi còn dẫn dắt những đội bóng cũ, nhưng giờ họ mới có cơ hội làm việc với nhau trong màu áo của nhà đương kim vô địch châu Âu. Chelsea sẽ phải trả 30 triệu bảng cho Atletico Madrid nếu họ muốn mua đứt Saúl vào cuối mùa giải này. Điều đó cũng có nghĩa tiền vệ người Tây Ban Nha cần phải nỗ lực rất nhiều để được ở lại Stamford Bridge. Đó cũng là chút thử thách trong cuộc chơi, bởi nó đâu hề đơn giản như việc bạn muốn đi là được rời đi ngay với đội bóng lý tưởng được. Những thứ mà Saúl sẽ phải đối mặt sắp tới hứa hẹn sẽ khó khăn đấy. Vì nghiêm túc thì Premier League trông không giống cuộc dạo chơi cho lắm. Nó cũng như cách mà anh đang học tiếng Anh vỡ lòng từ K-pop vậy. Từ từ, chắc chắn và hoàn thiện dần dần.